Kính chào quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh Bản tin 24 giờ. Ban biên tập luôn cập nhật những tin tức an ninh thời sự đáng chú ý trong nước và thế giới. Ngay sau đây, mời quý vị đến với những tin tức trong ngày mà biên tập viên của chúng tôi vừa tổng hợp. Xin kính chào quý vị và các bạn đã trở lại với Bản tin 24 giờ với những tin tức về đợt lũ lụt kinh hoàng đang diễn ra tại Trung Quốc. Thưa quý vị và các bạn, vấn đề an toàn của đập Tam Hiệp đang được thế giới rất quan tâm và giả thuyết về nguy cơ vỡ đập đã tràn lan trên mạng. Mặc dù chính quyền Trung Quốc kiên quyết bác bỏ nguy cơ vỡ đập Tam Hiệp, nhưng nhiều chuyên gia đã cảnh báo rằng một trong những nguyên nhân có thể khiến đập Tam Hiệp bị vỡ chính là động đất. Và bây giờ điều các chuyên gia lo lắng nhất đã bắt đầu khi mà những trận động đất đang xảy ra liên tiếp ở thượng nguồn đập Tam Hiệp. Cụ thể vào lúc 4 giờ 7 phút rạng sáng ngày hôm nay, một trận động đất với cường độ 3,2 độ Richter đã xảy ra ở huyện Nhã Nhĩ Cái, Châu Tự Trị A Bá, tỉnh Tứ Xuyên. Trận động đất ở tọa độ 34,10 độ vĩ bắc, 102,68 độ kinh đông, với độ sâu tâm chấn là 8 km dưới lòng đất. Trong khi đó, Châu A Bá nằm ở thượng nguồn của đập Tam Hiệp. Sau gần 70 ngày cảnh báo mưa lớn liên tục, hồ chứa nước đập Tam Hiệp đang ở mức báo động. Áp lực nước quá lớn lên đập Tam Hiệp nằm ở thượng nguồn sông Dương Tử đã khiến cho chính quyền Trung Quốc phải xả đập với lưu lượng lớn để cứu nguy. Tuy nhiên, tình cảnh ngập lụt vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm vì mưa lớn vẫn tiếp tục diễn ra. Thậm chí ở thành phố Nghi Xương, tỉnh Hồ Bắc và Phượng Hoàng cổ trấn ở tỉnh Hồ Nam vẫn còn bị ngập hoàn toàn. Trong khi đó, Trùng Khánh cũng đã bị ngập lụt nặng. Cộng đồng ở vịnh San Hô, Đại Kiều bên sông Dương Tử cũng đã nhận được thông báo yêu cầu cư dân sống trong các khu nhà có 4 tầng trở xuống chuẩn bị đối phó với mực nước lũ cao nhất kể từ năm 1981. Ngoài trận động đất vào sáng sớm hôm nay, theo mạng lưới động đất Trung Quốc, vào lúc 1 giờ 55 phút chiều qua, một trận động đất 3,7 độ Richter xảy ra ở thị trấn Nghi Tân, tỉnh Tứ Xuyên. Trận động đất ở tọa độ 28,17 độ vĩ bắc, 104,77 độ kinh đông, độ sâu tâm chấn là 9 km dưới lòng đất. Vào lúc 5 giờ 37 phút ngày hôm kia, một trận động đất mạnh 3,1 độ Richter đã xảy ra ở huyện Trường Ninh, Nghi Tân, tỉnh Tứ Xuyên, tại tọa độ 28,33 độ vĩ bắc, 104,95 độ kinh đông, với độ sâu tâm chấn là 11 km. Lúc 0 giờ 13 phút ngày hôm kia, một trận động đất khác mạnh 3 độ Richter đã xảy ra ở Nội Giang, huyện Uy Viễn, tỉnh Tứ Xuyên, tại tọa độ 29,48 độ vĩ bắc, 104,54 độ kinh đông, với độ sâu tâm chấn là 10 km. Trong cùng ngày vào lúc 3 giờ 34 phút, huyện Giang Thành, trấn Phổ Nhị, tỉnh Vân Nam, tại tọa độ 57 độ vĩ bắc, 101,98 độ kinh đông, cũng đã xảy ra một trận động đất mạnh 3,2 độ Richter ở độ sâu tâm chấn là 10 km. Và lúc 6 giờ sáng ngày hôm nay, Đài quan sát khí tượng Trung ương Trung Quốc tiếp tục đưa ra cảnh báo mưa bão trên diện rộng, kèm theo đó là thời tiết đối lưu không khí mạnh như dông và gió bão. Tính đến ngày hôm qua, mưa lớn tiếp tục tấn công hàng chục thành phố của Trung Quốc. Lượng mưa lớn đã gây ra lũ lụt nghiêm trọng ở 26 tỉnh. Ước tính có trên 10 triệu người mất nhà cửa, bóng dáng của các nhà lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc vẫn không thấy đâu. Thưa quý vị, tính đến ngày hôm qua, mưa lớn tiếp tục tấn công hàng chục thành phố của Trung Quốc. Lượng mưa lớn đã gây ra lũ lụt nghiêm trọng ở gần 30 tỉnh. Ước tính có trên 14 triệu người mất nhà, bóng dáng của các nhà lãnh đạo Cộng sản Trung Quốc vẫn không thấy đâu. Truyền thông chính thức thừa nhận việc xả đập Tam Hiệp. Ngày hôm kia, Nghi Xương, thành phố nằm dưới chân đập Tam Hiệp ở Hồ Bắc, hứng chịu mưa lớn và đã bị lũ lụt nghiêm trọng. Nước ngập đầy hết tầng của nhiều công trình trong thành phố. Cư dân mạng liên tục chia sẻ những video ghi lại cảnh người đi bộ rơi xuống cống và xe ô tô bị lũ cuốn trôi. Di Hang, một người dân, nói với Epoch Times rằng họ nghi ngờ chính quyền đã bí mật xả nước từ hồ chứa của đập Tam Hiệp và một số hồ chứa khác. Hậu quả là thành phố Nghi Xương và các khu vực hạ lưu bị ngập lụt nghiêm trọng. Các con phố ngập chìm trong biển nước. Trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại ngày hôm qua, ông Di Hang cho biết, mỗi năm cứ đến mùa này là mưa, lượng mưa năm nay không lớn hơn các năm trước. Tại sao lũ lụt lại tấn công Nghi Xương năm nay? Đập Tam Hiệp bắc qua sông Dương Tử. Kể từ giữa tháng này, các khu vực thượng nguồn của dòng sông đã có nhiều trận mưa lớn, làm đầy hồ chứa của con đập này, ảnh hưởng đến các thành phố lân cận. Trong một cuộc phỏng vấn trước đây với Epoch Times, ông Vương Duy Lạc, một nhà thủy văn người Trung Quốc hiện đang cư trú tại Đức, đã nói rằng hồ chứa nước là một hệ thống rất mong manh khi phải đối mặt với rủi ro an toàn do chứa quá nhiều nước. Nó sẽ xả mà không báo trước. Ngày hôm kia, Bộ Thủy lợi Trung Quốc tuyên bố rằng mực nước của 28 con sông đã đạt mức cao nhất trên cảnh báo. Các bờ sông có thể bị vỡ nếu không thoát nước kịp thời, nghĩa là tính mạng của người dân đang trong tình trạng vô cùng nguy hiểm. Tuyên bố trên có nghĩa là đơn vị điều hành của tập đoàn Tam Hiệp gián tiếp xác nhận rằng họ đã xả nước từ đập Tam Hiệp và các hồ chứa. Đến ngày hôm qua, Đảng Cộng sản Trung Quốc mới chính thức tuyên bố thừa nhận rằng đập Tam Hiệp đã tiến hành việc xả lũ đầu tiên kể từ năm nay. Với mục đích là phát điện, điều này có thể gây ra một đợt lũ mới cho các khu vực gần đập Tam Hiệp. Để tạo ra nguồn điện, cần xả nước từ con đập. Bao Zi Hengfeng, giám đốc bộ phận tài nguyên nước tại công ty con của China Sangtire Power.com, nói với truyền thông nhà nước Tân Hoa Xã rằng, lý do đập Tam Hiệp được đưa vào hoạt động là vì lượng nước chảy vào hồ chứa đáp ứng được yêu cầu để bộ phận phát điện hoạt động. Ngày hôm kia, chính quyền hành động nhưng không thừa nhận việc xả lũ. Đến ngày hôm qua mới chính thức thừa nhận việc xả lũ trên phương tiện truyền thông. Hành động
không cảnh báo cho người dân trước nguy cơ của việc xả lũ đã gây ra hậu quả khôn lường. Hiện giới chức vẫn chưa công bố số người tử vong trong thảm họa. Cư dân mạng lên án sự vô trách nhiệm của chính quyền Trung Quốc, nhiều người dân thì bị điện giật trong nước và đã chết. Mưa bão ở Tương Dương, Hồ Bắc khiến nước tràn ngập các đường phố, dây điện cao thế bị rơi xuống nước, một phụ nữ trẻ đang đi trên đường bị điện giật, một người phụ nữ cầm ô đã bị cuốn trôi. May thay có người đàn ông cách đó vài mét đã tới để giải cứu. Có nhiều người bị điện giật khi bị cuốn trong lũ, nhiều nơi đang bị ngập lụt, hãy mau chóng cứu người. Một cư dân mạng cảm thán, đây đúng là một thảm họa chết chóc thật tang thương. Quý vị thân mến, Tứ Xuyên là một trong những tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề. Chính quyền tỉnh Tứ Xuyên cho biết, mưa lớn đã gây ra lũ lụt ở quận Miện Ninh, giết chết ít nhất 18 người. Tính đến ngày hôm kia đã có ít nhất 16 người mất tích. Cô Phương, một khách du lịch đến từ thành phố Miên Sương, đã đến thăm khu vực này với bạn bè và chia sẻ với Epoch Times trải nghiệm của mình. Vào lúc 2 giờ hoặc 3 giờ sáng, chúng tôi nghe thấy ai đó gõ vào cửa sổ của chúng tôi. Chúng tôi mở cửa sổ và thấy một ông già đang đứng dưới nước lũ. Chúng tôi đã giúp ông ấy vào phòng và thấy ông ta bị thương khắp người, chân ông ấy bị chảy máu. Cô Vương nói thêm rằng khách sạn nơi cô ở không gửi bất kỳ một thông báo nào khi trận lũ lụt xảy ra, nhưng đã sớm điều tất cả nhân viên của họ đi trước. Cô Vương cùng các bạn đã gọi cho cảnh sát vào lúc nửa đêm, nhưng họ chỉ được giải cứu vài giờ sau đó. Vào khoảng 8 giờ sáng, nước ngập sâu tới 1,8 đến 2,1 mét. Cô cho biết hiện các nhà lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc vẫn chưa giải quyết được thảm họa trên toàn quốc, bao gồm cả dịch bệnh, lũ lụt. Các thảm họa này đã cướp đi sinh mạng của rất nhiều người dân, mà đến chính quyền vẫn chưa rõ con số thực tế. Nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình đã tổ chức buổi cuộc họp của Bộ Chính trị tại Bắc Kinh. Ông không hề đề cập đến trận lũ lụt cũng như hậu quả và cách khắc phục. Ông chỉ nhấn mạnh một câu rằng quân đội phải tuyệt đối trung thành, thuần phục và kiên cường. Thưa quý vị, giữa lúc Trung Quốc liên tục phải gánh chịu các thảm họa thiên nhiên, một vòi rồng khổng lồ tại thành phố Bao Đầu thuộc khu tự trị Nội Mông Cổ mới đây khiến cư dân không khỏi kinh hãi. Một số cư dân mạng nói ông trời thực sự tức giận rồi. Vào chiều hôm qua, một vòi rồng khổng lồ xuất hiện tại Bao Đầu. Trong video lan truyền trên mạng Internet, một cột lốc xoáy khổng lồ nối từ bầu trời xuống mặt đất. Gió thổi cuốn bay cát bụi và các mảnh vụn bay dữ dội. Luồng khí do lốc xoáy hình thành quét cát bụi vào không khí và che khuất cả mặt trời. Vào buổi trưa cùng ngày, Cục Khí tượng Nội Mông Cổ đã phát tín hiệu cảnh báo màu xanh đối với gió mạnh và tín hiệu cảnh báo màu vàng đối với sấm sét. Cục khí tượng này cho biết sức gió trung bình tại một số khu vực có thể đạt từ cấp 9 hoặc cấp 10 trở lên. Có đến 3,956 triệu người thảo luận bên dưới tiêu đề Nội Mông Cổ xuất hiện vòi rồng khổng lồ trên Weibo. Nhiều người chia sẻ quá đáng sợ, vòi rồng, mưa đá, lũ quét, hết cái này đến cái khác, ông trời thực sự tức giận rồi. Năm nay chắc chắn sẽ không bình thường, cầu chúc cho mọi người bình an. Vừa qua, người dân Bắc Kinh cũng xôn xao chia sẻ những bức ảnh mưa đá trên Weibo, không ngừng kêu la rằng mưa to như quả trứng. Cũng trong ngày hôm đó, nhiều khu vực của phía Nam và phía Bắc Trung Quốc phải đối mặt với mưa lớn và lũ quét nghiêm trọng. Thảm họa lũ lụt ở Trịnh Châu, Hà Nam và một loạt các khu vực của Trung Quốc bị lũ lụt nặng nề trong những ngày qua có phải đột nhiên xuất hiện không? Thực tế, từ cuối tháng vừa qua đã thường xuyên xuất hiện hiện tượng dị thường, chẳng hạn như mưa đá ở Bắc Kinh, tuyết rơi vào mùa hè ở Hà Nam, sấm sét ở Sơn Đông và bão cát. Những dị tượng này theo quan niệm truyền thống và thực tế lịch sử mang ý nghĩa gì? Trong những ngày qua, Trung Quốc đang phải hứng chịu thảm họa thiên nhiên do nhân tạo gây ra. Trước lũ lụt ở tỉnh Hà Nam, cơn bão số 3 đã đổ bộ vào Giang Tô và Chiết Giang, gây ra mưa lớn và lũ lụt. Dịch bệnh một thời gian lắng xuống thì nay lại bùng phát ở Nam Kinh. Virus đột biến đã lây lan ra nhiều tỉnh thành phố. Đồng thời, những thiên tai này còn kèm theo những dị tượng như sông Trường Giang chảy ngược, trong máu ở Hà Nam, bão lớn thay đổi đường đi kỳ lạ. Thực tế đã thường xuyên xảy ra hiện tượng dị thường, chẳng hạn như mưa đá ở Bắc Kinh, tuyết rơi vào mùa hè ở Hà Nam, sấm sét ở Sơn Đông và bão cát. Những dị tượng và thiên tai nhân họa thường xuyên xuất hiện tại Trung Quốc, một cư dân mạng cho rằng đây là lời cảnh báo của trời. Trong khi những người khác lại cho rằng có lẽ đây là dấu hiệu của những biến đổi lớn ở Trung Quốc và ý nghĩa đằng sau những dị tượng này là gì. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!